Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trong bài giảng tuần này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng công nghệ để mà nhớ được từ vựng trong tiếng Anh các bạn nha. Và đương nhiên nhớ ở đây không phải là nhớ bình thường ha, mà là nhớ theo một cái cách rất đặc biệt. Các bạn sẽ có được tới 5 cái nhớ sau khi mà xem cái bài này. Cái nhớ thứ nhất là nhớ dai như đĩa, tức là bạn nhớ được cái từ vựng đấy tính bằng năm nha, chứ không phải là học vài bữa rồi quên đâu. Tôi hứa sẽ giúp được cho các bạn cái chuyện đó. Cái nhớ thứ hai là nhớ nhiều. Cái số lượng từ vựng mình nhớ nó phải nhiều thì mới hay chứ. Chứ nhớ vài chữ rồi học thêm vào rồi quên thì nó quá bình thường, đúng không? Đó là cái thứ hai, nhớ nhiều. Cái thứ ba là nhớ không sai chính tả. Đây là cái mà rất nhiều người học từ vựng bị nè. Nhớ cái chữ đó mang máng, viết lại bị sai, thiếu chữ này chữ nọ, đúng không? Rất phổ biến, tôi sẽ giúp các bạn không bị sai chính tả luôn. Nhưng cũng chưa hết, còn cái nhớ thứ tư nữa, đó là nhớ không hành xác. Có nghĩa là cái phương pháp tôi chỉ cho các bạn sẽ giúp các bạn nhớ nó một cách tự nhiên, gần như là không nỗ lực, không vất vả, không nhức đầu. Chắc chắn là các bạn sẽ làm được chuyện đó. Và cái điều đặc biệt cuối cùng, cái này phải nói, đó là gì? Đó là nhớ miễn phí. Có nghĩa là cái bài này hướng dẫn các bạn từ đầu tới cuối miễn phí. Các bạn sẽ không bị giới thiệu bất cứ một cuốn sách nào. Và cái video này cũng sẽ không có móc nối với bất kỳ một trung tâm tiếng Anh nào để đưa các bạn tới đó học. Yên tâm, không có cái thuyết âm mưu nào đâu. Miễn phí từ đầu tới cuối, nói như thế để tất cả cùng hoan hỷ và xem các bạn nha. Rồi, các bạn sẵn sàng chưa? Cái phương pháp ứng dụng công nghệ để học từ vựng, không chỉ là từ vựng tiếng Anh, mà từ vựng của bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có thể học được nếu các bạn thích. Ok ha, bây giờ chúng ta sẽ vào bước số 1. Let's go! Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ vào cái bước số 1 các bạn nha. Và cái bước số 1 này sẽ có tên là phân tách từ vựng. Phân tách từ vựng là một trong những bước rất quan trọng giúp cho các bạn nhớ dễ, nhớ dai, và đặc biệt là các bạn sẽ gần như là không bao giờ bị viết sai chính tả những cái từ vựng nữa nha. Vì vậy cái bước này vô cùng quan trọng, nên làm ơn coi cho nó kỹ, coi cho nó chăm chú. Sau cái bước này á, thì tôi sẽ chỉ các bạn cái cách để mà ứng dụng công nghệ trong cái việc ghi nhớ, nhưng mà các bạn nhớ kỹ giùm tôi. Bước 1 và bước 2 là hai bước không thể tách rời. Tôi biết sẽ có nhiều người hơi tính toán, kiểu như là thôi tôi kéo qua bước 2 tôi coi luôn. Thì thưa với các bạn, cái điều đó sẽ vô nghĩa. Tại vì các bạn mà không nắm bước 1 thì bước 2 nó vô ích. Nên nhớ nha, nhớ kỹ. Ok, bây giờ các bạn thấy ở trên màn hình sẽ có ba cái từ. Từ vựng tiếng Anh tôi chọn đại đó mà. Ha, thì tôi khoái liệt kê từ vựng tiếng Anh theo cái kiểu. Đầu tiên là nghĩa tiếng Anh. Sau đó là tới loại từ. Loại từ thì V có nghĩa là động từ. Ha, ADJ có nghĩa là tính từ. Và N có nghĩa là danh từ. Thì thôi, những cái này thì tôi thích liệt kê ra đó, để những bạn nào mà rành về ngữ pháp hoặc là muốn ứng dụng trong cái văn nói, ráp các loại từ lại với nhau thì sẽ dễ ứng dụng. Còn nếu mà các bạn nào cảm thấy thôi, không cần thì thôi cũng được, từ từ mình sẽ giỏi lên. Hiện tại có thể mục tiêu của mình chỉ cần là biết cái nghĩa của cái từ đó là vui rồi, thì như thế cũng được rồi ha. Coi như là loại từ không quan tâm đi ha, vậy cho nó vuông, cho dễ. Rồi tiếp theo sẽ là cái nghĩa tiếng Việt nha. Rồi ok, coi như là một cái cấu trúc căn bản để mà chúng ta học thuộc từ vựng tiếng Anh ha. Thì tôi sẽ làm cho các bạn nhớ từ vựng này ngay trong cái bài này luôn ha. Và đương nhiên các bạn khỏi lo, tôi đoán được nhiều người sẽ bảo là ui, ba cái đồ quỷ này liếc sơn cái là nhớ liền, 5 phút là nhớ, có gì đâu mà hay ho mà dạy nhớ này nhớ nọ. Thì thưa với các bạn, tôi cũng đồng ý với các bạn, bản thân tôi liếc qua phát là sẽ nhớ ngay ba chữ này. Nhưng mà vấn đề ở chỗ này nè, nhớ kiểu đó đâu có gì đẳng cấp, đâu có gì hay, đâu có gì ngon lành. Cái này mới đẳng cấp nè, bạn nhắm coi 2 tuần nữa bạn còn nhớ không? Rồi 2 tháng nữa các bạn còn nhớ không? Rồi 2 năm nữa các bạn còn nhớ được bao nhiêu? Nếu các bạn còn nhớ được sau một khoảng thời gian dài thì các bạn mới đẳng cấp, các bạn mới dữ dội. Và cái bài này tôi sẽ chỉ các bạn cái sự nhớ dữ dội đó nha, nên coi kỹ. Và để đạt được cái sự nhớ dữ dội đó thì chúng ta không thể né qua được cái bước số 1 này. Ok chưa? Rồi nha, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Rất là dễ. Các bạn hãy copy cái từ tiếng Anh ha, sau đó đi qua bên Google Dịch và dán nó ra để nó phân tách giùm mình. Rồi các bạn nhớ nha, ở bên
ngôn ngữ nguồn luôn luôn phải là tiếng Anh. Còn ngôn ngữ bên đây thì như thế nào kệ bà nó. Thì bây giờ mình phân tách sau đây. Tôi lặp lại một lần nữa nha. Phân tách từ vựng sẽ giúp các bạn nhớ lâu, nhớ dài và đặc biệt là không viết sai chính tả. Khi mà mình nhớ một cái từ vựng nào đó, rất quan trọng nha. Thì bây giờ cách để nó phân tách cho mình rất là dễ. Các bạn bấm lên cho nó đọc. Thế thôi. Giờ tôi bấm lên cho nó đọc nha. Inherit. Đó, các bạn nghe gì không? Inherit. Inherit. Thì bây giờ nè, nó cắt ra làm 3 khúc nè. Các bạn có để ý không? Khúc thứ nhất là khúc in, khúc thứ hai là khúc hé, và khúc thứ ba là khúc rit. Thì bây giờ rất dễ thôi. Quay trở lại với cái chính, cái nốt chính. Những cái này thì nhìn qua thì có vẻ nó dễ, tưởng đâu là mình đang làm thừa. Nhưng mà làm ơn, tôi dạy như thế nào bạn cứ làm như thế đó đi. Qua tới bước số 2 bạn sẽ thấy cái sự vi diệu của nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ gõ lại cái chữ này bằng cách phân tích nó ra. Ở đây âm thanh có 3, đúng không? In là một âm thanh thứ nhất, hé là âm thanh thứ hai và rít là âm thanh thứ ba. Thì cái từ này mình cắt nó ra làm 3, học nó sẽ rất dễ nha. Thì bây giờ đầu tiên là in, đúng không? Sau đó tới chữ hé, rất là dễ cắt các bạn. Các bạn cứ thấy cái chữ đầu là chữ gì thì các bạn cắt nó dễ lắm. In lúc đầu là chữ gì? Là chữ âm y, đúng không? Thì lấy chữ in. Còn hé là chữ h, chữ h, thì lấy từ chữ hé là chữ h. Từ đây nè, đưa xuống có gì đâu. Và chữ rít, rít là chữ gì? Chữ r đâu? Thì cắt từ chữ r là lụm đấy. Đó, đơn giản vậy thôi đó các bạn. Phân tách từ vựng là như vậy đấy. Tôi nói rồi, tất cả những gì tôi chỉ cho các bạn là nó sẽ luôn luôn dễ như thế. Và đảm bảo là ai mà mất căn bản tiếng Anh coi cũng sẽ hiểu. Đó là cái tâm niệm của tôi đấy ha. Sau khi mà cắt xong rồi thì những cái phần ở trên này copy và đưa xuống y chang đi. Dễ lắm các bạn, phân tách từ vựng nó là vậy đó, có gì đâu. Và ở chỗ này tôi sẽ đoán được một vài người đang có những suy nghĩ kiểu như là ai học từ vựng tiếng Anh mà dịch ra tiếng Việt như thế này là hỏng rồi. Tiếng Anh phải dịch ra tiếng Anh học nó mới suy nghĩ được như người nước ngoài chứ, đại khái như vậy. Thì tôi biết có cái sự thật đó, nhưng giải thích như thế nào cho nó hợp lý thì tôi hẹn các bạn cuối cái bài này tôi sẽ có một đoạn để giải đáp những cái thắc mắc đó. Bên cạnh một cái sự lấn cấn mà tôi vừa nói với các bạn á, sẽ có những cái suy nghĩ khác. Kiểu như là học từ vựng phải học cả câu nó mới đúng. Hoặc là những cái từ vựng này lấy ở đâu để học? Làm sao mình có từ vựng để mình học đây? Thì cũng như thế luôn, cuối bài tôi chỉ. Còn bây giờ chúng ta sẽ quất cho nó lẹ cái việc phân tách từ vựng này để mà qua cái bước số 2. Chúng ta ứng dụng công nghệ để mà học nó nha. Bây giờ mình quất tới cái thứ hai. Giả bộ coi. Feasible. Qua đây. Rồi, để coi nó chia làm sao. Feasible. Feasible. À, thì ra cái thằng này là chữ sờ, nó đọc là chữ Z, đọc là giờ. Feasible, đúng không? Và chữ ble đọc là bồ. Feasible. Thì bây giờ trên nguyên tắc là các bạn nhớ có ba âm. Phí là cái thứ nhất, giờ là cái thứ hai, và bồ là cái thứ ba. Thì bây giờ gõ lại thôi chứ có gì đâu. Phí. Đó, cái này là phí nè, ha. Rồi bắt đầu tới chữ dơ. Chữ dơ là bắt đầu bằng chữ gì? Thường là chữ sờ với là chữ Z, đúng không? Thì cắt ra là đây là dơ nè. Và cuối cùng là bồ. Thấy chưa? Quá dễ. Rồi, mấy quỷ sau này cóp xuống. Rồi, tới cái thứ ba là chữ mesh, ha. Đây là một cái từ đặc biệt. Tại vì thường thường á, những cái chữ mà chỉ có một âm á, thì nó là cái kiểu chữ đơn giản nhất rồi. Thì nếu mà bạn nào nhanh trí mà cảm thấy mình nhớ dễ thì các bạn có thể copy từ trên xuống luôn, khỏi cần phải phân tách âm thanh. Nhưng bản thân tôi vẫn khuyến khích các bạn ít nhất một chữ, nếu cảm thấy chia được thì nên chia nó ra. Mình chia nhỏ nó ra thì mình sẽ dễ nhớ hơn và mình sẽ không sai chính tả. Tôi lặp lại một lần nữa, bạn sẽ không sai chính tả. Bây giờ tôi sẽ thị phạm các bạn cái từ này. Tại vì tôi biết là có thể nhiều bạn không hiểu tôi đang nói cái gì. Rồi. Mesh này có nghĩa là lưới thép đó, ha, cái lưới bằng thép. Mesh. Đó, mesh, đúng không? Trên nguyên tắc là nó chỉ có một âm thôi, là chữ mesh. Nhưng nếu mình muốn cắt nó ra thì mình vẫn có thể cắt được. Có nghĩa là me cộng sờ một cái, đúng không? Coi thử coi. Mesh. Đó, me, sờ một cái, đọc nghe là mesh, đúng không? Thì mình vẫn có thể cắt nó ra. Thì mình cắt nó ra như vậy sẽ dễ nhớ hơn nhiều các bạn. Đương nhiên đừng có cắt nó bạo quá. Đừng có cắt nó ra tầm 8-9 khúc thì chịu không nổi. Nhưng mà nên cắt nó ra nhỏ nhỏ thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn ha.
Thì bây giờ ở đây tôi sẽ cắt nó ra nha. Đầu tiên là me, sau đó là sờ. Đó, và ở trên copy lại. Rồi ok, quá dễ. Xong ha. Thực ra nãy giờ tôi vừa cầm một cái mic và vừa thị phạm cho các bạn thì nó lâu như thế này, chứ tôi nói thật với các bạn luôn á. Tôi mà làm một cách bình thường á, thì hồi nãy giờ tôi làm được 15 chữ rồi. Chứ không phải là làm 3 chữ đâu. Nên tôi muốn các bạn hiểu hồi nãy giờ nó dễ ẹt. Nó rất nhanh và nó không cần một cái sự cố gắng nào luôn á. Nó còn dễ hơn là nhắn tin Facebook cho ghệ nữa. Nha. Vậy là bước số 1, phân tách từ vựng xin được dừng lại tại đấy. Và chúng ta sẽ qua tới bước số 2, một cái bước rất hấp dẫn là bước ứng dụng công nghệ để ghi nhớ. Vui à nha. Ô la la, đây là bước số 2 và tôi tin rằng rất nhiều người đang chờ cái bước này. Chúng ta sẽ ứng dụng một phần mềm ghi nhớ có thể tạm gọi là miễn phí và tốt nhất thời điểm hiện tại để có thể nhớ những cái từ vựng này rất là dễ dàng và không cần phải nhức đầu nhức não cố gắng và nhăn nhó. Phần mềm đó có bạn đã biết rồi, tại vì tôi cũng đã có một cái video clip khác hướng dẫn cách sử dụng, đó chính là phần mềm Anki. Tuy nhiên, cái bài này ứng dụng sẽ là một cái kiểu khác. Nên là nếu các bạn xem cái bài trước rồi thì xem bài này đi. Nó vẫn là một cái gì đó tươi mới. Yên tâm nha. Thì để sử dụng được cái phần mềm miễn phí đó, các bạn cần làm trước hai điều. Thứ nhất đó là đăng ký tài khoản miễn phí của phần mềm Anki. Cái này tôi để cái hướng dẫn ở cái comment đầu tiên của cái video này. Các bạn kéo xuống một comment các bạn sẽ thấy ha. Đó là cái đầu tiên các bạn cần. Cái thứ hai, các bạn cần tải cái phần mềm này về máy. Có thể là tải về máy tính cũng được, hoặc là tải về điện thoại ha. Thì cái hướng dẫn để tải cái phần mềm này tôi cũng đã có để luôn ở dưới comment đầu tiên. Các bạn cứ coi cái bài này bình thường đi. Sau khi mà coi xong rồi, mình quay trở lại mình bấm vào cái comment đầu tiên để mà xem cái cách cài và cái cách đăng ký thì cũng được ha. Còn bây giờ đang cái mạch coi ngon lành, để đó chút xíu đi rồi cài sau. Chủ yếu mình biết cái cách làm là được rồi ha. Thì bây giờ sau khi mà đã cài xong phần mềm Anki ở trên điện thoại thì các bạn sẽ có được một cái giao diện như thế này. Đương nhiên cái này là tôi cài sẵn rồi. Còn nếu các bạn mới cài thì nó sẽ trống lóc thôi, nhưng mà không sao cả. Cái chúng ta cần tập trung ở đây là một cái dấu hình tròn có cái dấu cộng ở góc cuối. Thì các bạn bấm vô. Sau đó hãy chọn tạo bộ thẻ. Và các bạn có thể đặt một cái tên là từ vựng tiếng Anh chẳng hạn, hay là chỉ cần tiếng Anh thôi là đủ. Và ok. Sau đó chúng ta lại bấm tiếp dấu cộng và chọn thêm. Ở đây cái loại á, các bạn bấm vô giùm tôi và chọn close. Ở cái bộ ở dưới bấm vô và chọn đúng cái môn là môn tiếng Anh, rất quan trọng nha. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại những cái thằng từ vựng của chúng ta và copy hết cho tôi, sao chép và qua bên Anki, dán nó ra đó. Và trong từng cái chữ này các bạn đúp vô để bôi đen, nó sẽ hiện ra một cái ô. Các bạn bấm tiếp qua cái dấu này, nó sẽ hiển thị tiếp một cái chữ tên là close deletion. Bấm vô nha. Cái hé cũng như vậy đó, cái read cũng như vậy. Một số bạn không có cái tính năng Close Deletion này ở trên điện thoại của mình thì các bạn cũng yên tâm. Ở cái phần cuối cùng của cái bài này tôi sẽ đưa cái hướng dẫn đó vào trong cái phần hỏi đáp luôn. Nhớ nha, cái phần cuối của cái bài giảng này rất quan trọng vì tôi sẽ trả lời rất nhiều những thắc mắc và giải đáp của các bạn. Còn bây giờ mình làm tiếp ha. Inherit có nghĩa là gì? Là thừa hưởng. Chữ thừa. Close Deletion luôn. Chữ hưởng. Close deletion luôn ha. Rồi feasible là khả thi. Close nè. Dơ nè. Mặc dù chữ nó là C nhưng mà đọc là dơ. Ball. Ok. Rồi khả thi. Feasible là khả thi. Nhớ nhớ chơi vậy thôi chứ mai sẽ quên. Me. Close deletion. Sờ. Mesh có nghĩa là cái lưới sắt. Lưới nè. Sắt nè. Ok. Đó.
Vậy đó đó. Sau đó chúng ta sẽ bấm. Rồi xong, vậy là xong. Đó là tất cả những gì chúng ta cần làm với những từ vựng này và đưa nó vào cái phần mềm Anki này. Bây giờ tôi và các bạn sẽ cùng nhau học nha. Và các bạn sẽ thấy là các bạn nhớ nó dài như thế nào. Rồi ok, các bạn sẵn sàng chưa? Nếu sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu học ba từ này nha. Hãy nhớ năm cái chữ nhớ mà tôi hứa với các bạn ở đầu bài. Và bây giờ sẽ là lúc tôi thực hiện lời hứa đó cùng một lúc ha. Các bạn sẽ bấm back lại và chọn cái tiếng Anh. Sau đó bấm tiếp bắt đầu học. Rồi bây giờ sẽ là lúc chúng ta bắt đầu học. Nguyên tắc là khi mà nó che cái chữ nào thì chúng ta nhẩm trong đầu cái chữ đó. Và tốt hơn hết, tôi khuyến khích các bạn hãy lấy giấy và viết ra để mà viết lại cái chữ đó. Ví dụ ở trên màn hình, chúng ta thừa hiểu là inherit, có nghĩa là thừa hưởng, đúng không? Nó đang thiếu chữ gì? Nó đang thiếu chữ in. Chúng ta nhẩm trong đầu, chúng ta tưởng là mình nhớ. Nhưng thực ra chúng ta sẽ nhớ tốt hơn rất là nhiều nếu chúng ta lấy giấy và viết và ghi chữ inherit ở trên một cái nốt nào đó chẳng hạn. Thì như vậy nó sẽ dễ hơn rất nhiều ha. Thì bây giờ tôi rất khuyến khích các bạn làm chuyện đó. Ví dụ như tôi đi. Bây giờ tôi sẽ lấy nốt ra và tôi viết lại chữ in. Sau đó thêm chữ hé và chữ read. Cái việc viết này giúp tôi nhớ nó cực kỳ nhiều. Và tôi viết nó sẽ quen. Nó sẽ không bị sai chính tả trong tương lai nữa nha. À ok. Đó là trường hợp mà tôi khuyến khích nhất. Các bạn ngồi vào bàn và các bạn viết lại cái từ vựng đó. Trong trường hợp giả sử các bạn không có giấy, không có viết, không có ngồi vào bàn được, thì coi như là chẳng đặng đừng. Giờ thôi, mình tạm thôi, tương đối thôi. Thì tôi khuyến khích các bạn có thể vẽ ma hoặc là viết ma cũng được. Nghĩa là sao? Các bạn viết trong không khí hay là lên bàn, lên ghế gì cũng được. Các bạn tưởng tượng là các bạn đang viết cái chữ đó ra để mà luyện cái chính tả. Các bạn tin tôi đi, nó sẽ rất là dễ nhớ và nó nhớ lâu kinh khủng luôn nha. Nên làm ơn làm đi. Ví dụ từ này là in nè, đâu rồi tới hé nè, rồi tới rịt nè, đó. Rồi các bạn sẽ nhớ kinh dị luôn, tôi nói thật các bạn đó nha. Sau khi mà vẽ ma hoặc là viết trên nốt rồi và nhẩm trong đầu rồi và mình biết là nó đang thiếu chữ in, thì mình bấm hiện đáp án ha. Và các bạn thấy là cái này dễ hay khó? Nếu dễ thì có thể bấm ở đây, 4 ngày sau nó mới hiện lại. Còn nếu cảm thấy mình muốn ôn nữa cho nó dễ nhớ thì cứ bấm là tốt là được. Tôi khoái chữ tốt lắm ha. Thì inherit này hiện đáp án tiếp ha. Thì bây giờ nó lại hiện lại một lần nữa, thì mình cũng có thể vẽ ma, viết cái chữ in trong không khí hoặc là viết trên nốt cũng được. Nó nhanh lắm. Tôi hướng dẫn cho các bạn thì lâu nhưng mà tôi làm thì nhanh lắm. Nguyên cái công đoạn này chừng 2 phút à, nhanh lắm. Nha, thì bây giờ nó lại hỏi nữa là dễ hay khó. Thì nếu các bạn bấm vào tốt thì một ngày sau nó mới hỏi lại. Chứ nó không hỏi hoài đâu. Nó hỏi hoài thì bây giờ nhiều từ vựng lên làm sao các bạn học nổi. Nó sẽ giãn cách ra. Cái nào nó thấy các bạn nhớ được rồi thì nó sẽ không thèm hỏi lại nữa. Nó để lâu lâu mới hỏi. Và cái việc đó sẽ làm các bạn nhớ rất lâu. Các bạn sẽ không bị hành xác gì đâu. Mà chơi chơi là thấy nhớ chữ in trong cái chữ inherit đó ha. Rồi ok, bây giờ nó sẽ tới cái chữ giữa là chữ hé. Hoặc là viết ra, đúng không? Hoặc là vẽ ma. Thì ở đây tôi vẫn thích viết ra. Rồi, in. Rồi hờ é hé. Rồi thêm read vô nữa là thừa hưởng, đúng không? Hiện đáp án. Dễ hay khó? 10 phút nữa hỏi lại. Đang thiếu chữ read. Rồi. Read, read. Rồi là thừa hưởng. Rồi, ok. Bây giờ các bạn nhẩm trong đầu luôn. Inherit là thừa hưởng. Cắt khúc nào ra khúc đó. Và hay nhất là các bạn viết lại một lần nữa ra giấy. In. Thêm chữ hé vô, thêm chữ read vô và hai chấm thừa hưởng. À, đang thiếu chữ gì? Thiếu chữ thừa, đúng không? Rồi, tốt. Thừa gì? Thừa hưởng. Đó. Nguyên tắc học là như vậy nha. Bây giờ tôi sẽ làm nhanh để các bạn nhớ. À, nó quá dễ đi. Tại vì bây giờ một từ đã chia ba rồi và cắt từng khúc nhỏ như vậy rất dễ nhớ. Bây giờ trong đầu của tôi vẫn nhớ rất rõ inherit là thừa hưởng. Tôi có thể viết chữ đó ra luôn. Đó là tất cả những gì chúng ta cần đấy ha. Bây giờ feasible, đúng không? Phí là chữ gì? F-E-A, đúng không? Zơ là gì? Zơ là S-E. Rồi tới bồ, bờ, le. Nhớ nha, ở đây tôi làm lẹ. Còn riêng các bạn tôi vẫn khuyến khích nha. Vẽ ma đi. Hoặc là cố gắng viết vào cái nốt của mình. Bờ le. Rồi feasible có nghĩa là khả thi. Tiếp. Cái gì thi? Thiếu chữ gì? Chữ khả, đúng không? Vậy thì đó là chữ khả. Rồi khả gì? Khả thi.
Rồi ok, hết từ đều nhẩm trong đầu. Feasible là khả thi. F, E, A viết trên giấy á. Rồi S, E, ble hai chấm là khả thi ha. Rồi chữ mesh cuối cùng là lưới sắt. M, E. Đúng không? Rồi S, H. Rồi lưới và sắt. Ok, như vậy là các bạn đã ôn xong ngày hôm nay rất là dễ. Và mỗi ngày các bạn hãy cho nhiều từ mới vào, cũng như là bật ra để ôn. Thế thôi các bạn sẽ nhớ cực kỳ á. Bây giờ giả sử tôi che cái này lại, không còn gì nữa, và cầm một tờ giấy ra sẽ rất dễ để chúng ta viết lại. Inherit có nghĩa là gì? Là thừa hưởng. Chúng ta sẽ viết được tiếp. Feasible có nghĩa là gì? Là khả thi. Và mesh có nghĩa là gì? Là cái lưới sắt. Ba từ này quá dễ. Và nếu 30 từ chúng ta vẫn có thể làm được theo cách này, nguyên tắc là chúng ta đã cắt nhỏ nó ra rồi. Cái việc cắt nhỏ nó để giúp chúng ta viết không sai. Và thêm một cái nữa, cái phần mềm này mỗi một lần nó chỉ che có một khúc nhỏ thôi, thì chúng ta sẽ rất dễ để điền vào từng cái. Nên các bạn thử nha, tôi cần các bạn thử. Các bạn hãy thử thí nghiệm trên 10 từ, 20 từ đi. Các bạn sẽ thấy các bạn nhớ một cái mức độ mà không ai nhớ lại các bạn đâu. Và mỗi ngày nha, nhét từ mới vào và bỏ khoảng 10 phút ra để ôn đi. Cái lời nguyền mà quên từ vựng tiếng Anh sẽ biến mất. Người ta hay nói dối với các bạn, một ngày 10 từ đi, rồi một năm các bạn sẽ học được 3.650 từ các bạn sẽ viết. Đó là lời nói dối. Nhưng bữa nay tôi sẽ phá cái lời nguyền đó cho các bạn. Mỗi một ngày các bạn học 10 từ theo cách này, thì một năm các bạn sẽ lưu giữ được hết luôn, vì nó quá dễ nhớ. Bây giờ tôi không suy nghĩ gì cả, tôi vẫn biết inherit có nghĩa là gì? Thừa hưởng. Feasible có nghĩa là gì? Khả thi. Và mesh có nghĩa là cái lưới. Ngày mai lấy ra ôn lại đi các bạn, rất dễ nhớ nha. Super dễ luôn đấy. Ngày nào cũng một chút là sẽ nhớ VIP. Thử đi, trời ơi là trời, thử đi, năn nỉ luôn đó, nó miễn phí ha. Cuối cái bài này á, thì trước khi mà đi vào cái phần giải thích á, tôi có một cái tin khá là buồn cho các bạn. Những bạn nào xài iPhone á, thì sẽ không được sử dụng cái phần mềm này miễn phí với cái dạng app mà các bạn sẽ phải sử dụng trên web ha. Thì cái phần này tôi cũng sẽ hướng dẫn ở cái phần cuối cùng ha. Còn một điều nữa, tôi rất muốn các bạn hãy tri ân những cái người làm ra cái phần mềm này, vì thực sự nó miễn phí các bạn và nó quá tốt đi. Họ hầu như không có lợi nhuận gì nhiều, họ không có quảng cáo nữa. Nên là chúng ta là người có ăn có học, cái sự biết ơn phải luôn hiện hữu trong cuộc sống này. Thì họ có những cái nơi giống như là trên CH Play á, có cái phần mềm của họ là cái phần mềm Android mà các bạn thấy tôi đang sử dụng đấy. Thì các bạn vào các bạn cho 5 sao cho họ, hoặc là cảm ơn, thank you so much chẳng hạn như vậy, vào review cho người ta. Nha, vì nó miễn phí mà. Người ta làm cái gì đó cho mình một cái sản phẩm tốt mà nó miễn phí thì còn chờ gì nữa, quá tốt. Vào cảm ơn người ta đi các bạn ơi. Ha, tôi thấy có nhiều bạn kỳ cục. Người ta xài miễn phí rồi mà vô còn cho người ta một sao. Thực sự không hiểu luôn ha. Nên làm ơn nhớ, sống ở đời phải biết ơn. Cả một đội ngũ của người ta cho mình một cái phần mềm miễn phí như thế này, phải biết tri ân, trân trọng người ta nha. Ok, đó là cái phần mà tôi hướng dẫn các bạn. Và tôi tin bây giờ vẫn còn nhớ ha. Inherit, feasible và mesh. Quá dễ nhớ đi. Ngày mai các bạn tin tôi đi, nó vẫn còn nhớ đó. Bây giờ sẽ là cái phần mà tôi sẽ giải đáp những cái thắc mắc của các bạn ha. Thí dụ bạn đang coi video một cách ngon lành, rồi tự nhiên bạn bận đột xuất, bạn không thể coi hết video được. Bạn muốn lưu cái video này lại để khi nào rảnh rảnh bạn coi tiếp. Thì cách làm rất đơn giản thôi các bạn. Các bạn giữ ngón tay ở nút lưu ngay bên dưới video này, sau đó tích vào xem sau và bấm xong là ok. Và cái cách để khi mà chúng ta rảnh chúng ta coi lại cái video này thì như thế nào? Rất là đơn giản thôi. Các bạn bật cái app YouTube lên, sau đó các bạn chọn cái tab thư viện và kéo xuống chọn xem sau, thì cái video chúng ta lưu nó sẽ hiện ở giữa ở đây. Rồi ok các bạn, bây giờ sẽ là cái phần mà giải đáp thắc mắc. Những cái thắc mắc mà tôi nghĩ là các bạn sẽ nghĩ ra trong đầu khi mà nghe cái bài giảng này ha. Thì cái thắc mắc đầu tiên là cái bài trước là tôi đã giải thích rồi, nhưng mà thôi bây giờ tôi sẽ giải thích lại một lần nữa. Cái phương pháp này, học kiểu này nếu mà mỗi ngày mình càng nhồi vô thì có bị quá tải hay không? Thì cái tên của cái phương pháp này là ôn tập giãn cách. Nên các bạn phải nhớ một cái ý tưởng chính là các từ vựng mà cái phần mềm này nó hiểu là bạn đã nhớ rồi á, thì nó sẽ không hiển thị lại thường xuyên. Khi các bạn bấm tốt thì 10 phút sau nó sẽ hỏi lại. 10 phút sau các bạn trả lời lại, các bạn bấm tốt lại một lần nữa, cái nút ở dưới cuối màn hình á, thì một ngày sau nó mới hỏi lại. Một ngày sau nó hỏi lại cái từ đó, các bạn bấm tốt nữa thì 4 ngày sau mới hỏi lại. Thì trong cái thời gian 4 ngày đó thì nó sẽ hiển thị cho các bạn những cái từ mà nó nghĩ là các bạn chưa thuộc. Thành ra các bạn yên tâm nha, những từ nào mà nó biết các bạn thuộc rồi
thì nó sẽ để lâu nó mới hỏi lại. Không có bị quá tải đâu nha. Một ngày nhét vào đó 10 từ 20 từ học vô tư và sẽ nhớ hết luôn, yên tâm nha, nhớ hết luôn, thề luôn. Tại vì tôi là cái người đang ứng dụng nó để học những cái ngôn ngữ khác mà, nên tôi biết rõ tất cả những gì tôi dạy các bạn là không có cái gì mà tôi chưa trải qua đâu nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sẽ có nhiều người thắc mắc học từ vựng mà học theo cái kiểu mà tiếng Anh dịch ra tiếng Việt như thế này là hỏng hết. Tiếng Anh phải dịch ra tiếng Anh, phải suy nghĩ bằng tiếng Anh. Thì thưa với các bạn, cái này tôi khẳng định với các bạn luôn, cái cách đó chỉ hiệu quả với những người đã có một cái nền tảng tiếng Anh tốt. Chứ những người tiếng Anh yếu thì học kiểu đó làm sao mà học được. Từ vựng của họ đã ít rồi mà các bạn bắt họ phải lấy tiếng Anh để hiểu tiếng Anh, lấy một cái câu định nghĩa tiếng Anh để hiểu cái từ tiếng Anh đó thì tôi thua, làm sao họ biết được. Nguyên tắc học luôn luôn là như thế này: mình lấy cái mình biết rồi để giải thích cái mình chưa biết. Còn nói như các bạn là lấy cái chưa biết để giải thích cái chưa biết là hỏng rồi. Các bạn phải có một cái nền tảng thì các bạn mới học được kiểu này. Các bạn không tin à, bây giờ tôi sẽ đưa một từ tiếng Tây Ban Nha và một cái định nghĩa bằng tiếng Tây Ban Nha, tôi thách các bạn đó rồi nói đi, nghĩa nó là gì. Và tôi cũng đã chủ động kiếm một cái chữ rất cơ bản trong tiếng Tây Ban Nha đấy. Đấy, thấy chưa, hiểu gì không? Thì các bạn học yếu tiếng Anh cũng như thế đấy. Nên là đôi khi có những người cứ mà bị cứng nhắc và ép người ta phải học theo cái trình độ ngang bằng với họ. Họ hiểu được tiếng Anh thì họ bắt người ta phải hiểu được tiếng Anh ở trình độ đó, đâu ra. Những người mà trình độ còn chưa tốt thì phải lấy tiếng Việt để hiểu tiếng Anh. Chuyện đó rất bình thường nha. Ok, bây giờ sẽ là cái phần giải đáp tiếp theo. Học thì phải học cả câu nó mới hay. Thì ok, cái này tôi cũng đồng ý các bạn. Tuy nhiên, trước khi học cả câu thì mình cũng phải biết cái từ đó, cái chữ đó nghĩa nó là gì, đúng không? Thì sau khi mà giả sử học xong cái chữ inherit rồi đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể kiếm cái câu ra để học. Thì kiếm cái câu nó như thế nào? Các bạn vào trang web là dictionary.com và gõ cái từ vựng đó vào. Đó, các bạn mà học chăm chú như tôi nãy giờ chỉ, các bạn gõ cái chữ inherit này nó nhẹ như lông hồng luôn, không cần suy nghĩ luôn á, mặc dù mới học bữa đầu á. Rồi, search. Rồi, mấy cái chữ in nghiêng này là cụm từ và ví dụ đấy, lấy về mà học ha. Đây nè, mấy cái chữ này là ví dụ hết đấy. Các bạn có thể lấy về và các bạn học. Đó là cả câu để các bạn hiểu ứng dụng ngữ cảnh của nó đấy ha. Đó là câu giải thích của tôi. Cái câu tiếp theo là những cái từ vựng chúng ta lấy ở đâu để học. Chúng ta lấy từ vựng đâu để học thì rất đơn giản các bạn. Các bạn giả sử học trên trường đi, thì từ vựng trong sách giáo khoa đó lấy ra mà học, đúng không? Các bạn đang thi IELTS hay là TOEFL, TOEIC gì đó, từ vựng một đống đó, lấy và nhét vào đây mà học đi. Hoặc những bạn nào không có đi học ở trung tâm nhưng mà các bạn thích tiếng Anh thì các bạn nghe một bài hát có từ vựng nào thì móc vô đây, bỏ vô đây mà nhớ. Trời ơi, càng ngày càng giỏi thì mình từ vựng của mình sẽ được mở rộng một cách khủng khiếp. Hoặc là các bạn đọc một bài báo, từ nào không biết lụm về nhét vô Anki liền cho tôi, thì càng ngày các bạn sẽ biết được rất 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 nhiều từ nha. Quá đã luôn chứ gì nữa. Ok, cái tiếp theo là cái mà tôi nghĩ là rất nhiều người cảm thấy bực bội, khó chịu khi mà không có tính năng Close Deletion ở trên điện thoại. Thì cái này cũng bình thường thôi các bạn. Các bạn mà là dân lập trình thì các bạn sẽ hiểu là Android nó quá nhiều phiên bản và nó có quá nhiều dòng máy. Và mỗi hãng họ đều muốn tạo ra một cái phiên bản Android đặc trưng của họ. Thành ra mấy ông lập trình Android cũng nhức não lắm. Nhiều khi nó thiếu này thiếu nọ, nó bị chặn này chặn nọ, rất là mệt. Nên là cái việc mà nếu điện thoại của các bạn không có tính năng Close Deletion là rất bình thường. Thì bây giờ cái cách dễ nhất cũng như là thiết thực nhất để các bạn có thể sử dụng cái tính năng Close Deletion là hãy gửi support, hãy gửi yêu cầu hỗ trợ cho Anki. Thì ở đây tôi có làm sẵn cái mẫu cho các bạn luôn ha. Các bạn hãy gửi email về cái địa chỉ là public-forum@ankidroid.org nha. Tôi để rất là rõ cái email ở trên màn hình. Các bạn xem cho nó kỹ ha. Các bạn có thể bấm tạm dừng cái video này lại để mà xem kỹ cái email này ha. Các bạn gửi cho họ với một cái tiêu đề, cái subject là Close Deletion hay là Missing Close Deletion gì đó cũng được ha. Thì cái nội dung email là tôi viết đại khái như thế này thôi. Thực ra viết như thế này thì cái email nó cũng chưa hẳn là đúng chuẩn đâu. Nhưng mà tôi cũng cố tình tôi kiếm những cái ngôn từ mà đơn giản mà dễ hiểu nhất để các bạn không phải vò đầu bứt tóc mà viết, cũng như là bên kia họ đọc họ vẫn có thể hiểu được nha. Rồi đầu tiên vô nè, hi Ankidroid team, là xin chào team Anki ha. Rồi mới vô thì cảm ơn người ta trước. Tôi lúc nào cũng coi trọng cái việc này hết. I really appreciate your work. Tức là tôi rất trân trọng những cái việc các bạn làm ha. Chấm, the app is super good. Cái app rất tốt ha. However,
phải I don't have the close deletion feature on my phone. Tôi không có cái tính năng close deletion trên cái điện thoại của tôi ha. Và phải nói cho người ta biết là cái điện thoại của các bạn là cái model như thế nào ha. Thì tôi viết đại khái là cái điện thoại của tôi là cái Samsung A123 gì đó, đại khái vậy nha. Các bạn xài Huawei, các bạn xài Oppo gì đó thì các bạn ghi cho nó rõ ràng. Và nếu được các bạn ghi cái version Android của các bạn luôn. Rồi tiếp theo là cái câu tiếp theo là tôi có đính kèm một vài cái tấm ảnh chụp màn hình, cái lỗi đó ha, screenshots. Thì đương nhiên là các bạn nên đính kèm những cái hình ảnh không có cái tính năng close deletion này, đính kèm vô cho người ta biết, người ta còn biết đường hỗ trợ các bạn. Rồi cuối cùng là thank you so much, my best regards. Rồi cuối cùng là cái tên của các bạn ở dưới, rồi gửi cho người ta, rồi chờ ha. Chờ thì cũng đừng có gấp quá các bạn, người ta làm phi lợi nhuận mà, để từ từ người ta trả lời, đừng thấy một hai ngày chưa ai trả lời cái bắt đầu cái nhắn thêm một chục cái mail nữa, nó kỳ lắm nha. Kể cả tôi nói thật các bạn á, kể cả gửi email mà có yếu tố tiền bạc hợp đồng trong đó mà nhiều khi một hai tuần người ta mới reply là chuyện bình thường. Nên cái này miễn phí nữa nên thôi cứ kiên nhẫn mà chờ đợi ha. Trong thời gian chờ đợi thì đương nhiên là tôi cũng sẽ giúp các bạn một cái cách khác để có thể làm thủ công cái tính năng close deletion này, thì bây giờ tôi chỉ các bạn nha. Thì các bạn vào giùm tôi một cái đường link ở trên trình duyệt web á, là w5n.co/close nha, chứ không phải là .com.co và /close. Bấm vô. Rồi, sau khi mà các bạn vào cái đường link này rồi á, thì nó sẽ hiển thị ra một cái màn hình như thế này, thì các bạn tải cái file này về nha. Rồi, chọn tải bằng Chrome. Tải xuống. Đó, là tải xong rồi đó. Nha. Trong trường hợp mà các bạn không thấy cái file tải ở đâu á, các bạn bấm vào cái nút ba chấm này, sau đó chọn tệp đã tải xuống thì nó nằm trong đó chứ nó không chạy đâu cả ha. Ở đây tôi tải rồi, mở nó ra thấy nó nhỏ xíu đúng không, kệ bà nó, đừng quan tâm. Nhiệm vụ của các bạn là hãy copy hết cho tôi, copy không chừa lại một cái gì hết, copy sạch cho tôi nha. Sau đó dán vào một cái phần mềm Note nào đó đi, thí dụ đây tôi dán đây luôn cho khỏe. Đó, à, dán đây luôn cho khỏe, đại khái như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm thủ công như thế nào? Chịu khó ha, cái này là chịu khó thôi chứ không phải gì hết. Copy cái này cho tôi, cắt luôn đi cho nó khỏe. Xuống dưới đây. Dán. Rồi copy cả nùi này cho tôi, chịu khó nha. Biết sao giờ, chịu khó thôi. Nói thiệt các bạn luôn á, cách đây khoảng 10 năm là chả có những cái này để các bạn học đâu. Nên bây giờ căn bản là cũng quá sướng rồi. Rồi vô Anki. Cộng. Thêm. Dán ra. Ha, thì bây giờ các bạn để ý nè. 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Có 5 chỗ để chúng ta làm close deletion. Thì bây giờ ở dưới đây chúng ta sẽ lấy tương ứng 5. Bỏ mấy quỷ 6 này đi. Ha. Thì bây giờ làm sao? Chữ in. Cắt. Cho vô số 1. Dán nè, thấy không? Chữ hé. Cắt. Đưa vô số 2. Chấm cái là nó tự bôi đen ba số 2 à. Dán nè. Read nè. Cắt cái nè. Đưa vô ba số 3. Dán nè. Thừa nè. Cắt nè. Ba số 4. Dán nè, hưởng nè, cắt nè, vô ba số 5. Dán, rồi ok, thế thôi. Và bấm cái này, rồi ok là được. Thì cái này các bạn sẽ phải chịu khó bằng cách là các bạn không làm cả bộ giống như hồi nãy được, mà các bạn sẽ làm từng thằng. Thì những cái thằng còn lại, ví dụ như là feasible cũng như vậy. Cắt nó, đưa nó xuống đây. Dán, rồi và copy hết. Feasible là 3 nè, khả thi nè là 5 nè, rồi copy và đưa qua bên kia làm. Đại khái như vậy. Thì đó là cái cách mà chúng ta mô phỏng lại cái cấu trúc của close deletion bằng cái thủ công. Thì thôi, tạm thời như vậy trong thời gian mà các bạn đợi người ta update nha. Rồi ok các bạn, đây sẽ là cái phần hướng dẫn các bạn cách để mà thao tác cái phần mềm này ở trên iPhone. Nếu các bạn không có điều kiện để mà mua cái phần mềm ở trên App Store thì nó cũng hơi mắc ha, thì chúng ta sử dụng đỡ ở trên trình duyệt, gọi là làm cho iPhone, nhưng mà đúng ra là cái cách này nó sẽ dành cho tất cả các thiết bị không cài được phần mềm Anki ha. Thì các bạn có thể làm theo cách này cũng dễ thôi. Các bạn vào trình duyệt web, trình duyệt nào cũng được ha.
Sau đó gõ giùm tôi một cái địa chỉ là w5n.co/nhoMP, tức là nhớ miễn phí ha, bấm vô. Rồi lúc này các bạn đăng nhập giùm tôi. Hãy nhớ nha, cái cách để mà đăng ký tài khoản tôi để ở cái comment đầu tiên của cái video này. Các bạn có thể bấm vào và xem cái cách đăng ký. Đăng ký xong rồi đó thì mình sẽ có cái tài khoản để mà vào đây để mà đăng nhập. Nhớ kỹ nha. Thì bây giờ tôi sẽ che lại cái màn hình để tôi đăng nhập. Rồi sau khi mà các bạn đăng nhập xong thì sẽ có cái giao diện như thế này. Rất là dễ thôi. Các bạn bấm vào cái nút ba gạch. Sau đó chọn Add. Rồi sau đó Type thì chọn Close. Ở cái deck này bấm vô xóa và tạo cái mới là tiếng Anh giùm tôi nha. Rồi text thì các bạn dán vô cái mà hồi nãy tôi chỉ các bạn làm thủ công đấy ha. Và sau cùng bấm save lại. Rồi ok ha. Những lần sau các bạn cứ tạo tương tự và sử dụng tiếng Anh ha. Đương nhiên nếu có điều kiện á thì các bạn nên mua cái phần mềm này đi. Trời ơi, tôi thấy các bạn mua quần, mua áo, mua đủ thứ hết. Và mua được cái điện thoại iPhone thì cũng khá tốn kém đúng không? Thì thôi mình cố gắng, mình đầu tư cho chuyện học thì nó cũng đáng ha. Còn nếu mà không muốn đầu tư thì mình chịu khó mình làm thủ công, nó sẽ giúp rất nhiều. Rồi sau khi mà thêm vào rồi thì bây giờ mình vô học làm sao đây? Bấm trở lại Anki Web trang chủ. Ở đây các bạn sẽ thấy có một cái tiếng Anh nè. Bấm vô. Chọn Study Now. Rồi thì nó cũng bình thường thôi. Thiếu cái gì? Thiếu chữ in đúng không? Show answer. Đó. Giỏi thì good. Dễ thì easy. Còn khó quá thì chọn again. Đó thì nó lại qua tiếp theo. Cũng đơn giản như vậy. Thì thôi chịu khó ha. Nhờ cái phần mềm này thì tôi tin chắc rằng các bạn đi làm thì lương bổng của các bạn này nọ nó cũng khá lên rất là nhiều đúng không? Mình đầu tư cho tương lai của mình mà. Thì thôi tùy các bạn ha. Các bạn có thể sử dụng phần mềm này miễn phí trên máy tính, miễn phí trên Android, miễn phí trên cái trình duyệt web và tốn phí ở trên iPhone thì tùy các bạn thôi ha. Ok các bạn, như vậy là cái bài kỳ này của chúng ta xin phép được dừng lại tại đây. Tôi hy vọng sau ngày hôm nay thì cái việc học từ vựng không còn khó nữa. Nhớ thật nhiều không còn khó nữa. Nhớ không cần nỗ lực cũng không còn khó nữa. Trong cái quỹ thời gian rất nhiều của các bạn mỗi ngày, hãy dành ra một chút xíu thời gian thôi thì các bạn có thể nhớ được một cái lượng từ vựng có thể gọi là khổng lồ khi mà áp dụng phương pháp này. Tôi chúc các bạn sẽ thực sự super pro về từ vựng sau một khoảng thời gian ngắn nữa. Và tin tôi đi, các bạn không cần tài năng đâu. Người ta cứ thần thánh tài năng lên. Trong khi đó chỉ cần có một cái cách học thông minh và mỗi ngày bỏ ra một chút thời gian, bạn sẽ giỏi và bạn sẽ có cái các bạn cần ha. Ok, như vậy là bài tuần này xin phép được dừng lại tại đây. Đi kèm với cái bài này có một cái bài dính líu chút xíu, cũng là sử dụng phần mềm Anki nhưng để ghi nhớ những kiến thức khác. Tôi để cái bài này ở giữa màn hình, các bạn có thể bấm vào và xem tiếp cái bài đó các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong 7 giờ tối thứ bảy tuần sau cũng tại kênh YouTube của Web 5 Ngày các bạn nha. Bye bye.